là bịt ở mố, mắt ở mố mà bịt lên ở mố. Em mong dung tẩy chim mấy cái tây tạo không cắn ngân nữa vậy chị nha. Cái lồ cài đặt là hắn ở một lồ cái bánh răng không chị nhỉ? Cái đó họ kêu là cái bánh cưa. Nhưng mà giờ dù em không biết vô rồi làm sao rồi gì? Thôi giờ đặt thẻ nào. Rồi em vừa mua cái thẻ 20 nó không đặt được. À, cho tôi hỏi cái này luôn nhá. Tôi khi lúc bữa qua bữa trước mua cái gì nhỉ, cái cạc ở Viettel răng mà về nó nạp được á, không nạp được ấy. Dạ on ạ, on quay răng. Tôi cũng nhớ có thể cào nhưng mà cái đuôi là 898. Cho tôi hỏi cái gói mạng tôi đang dùng đây là cái gói chi? Dạ, anh đang hỏi số điện thoại anh gọi tổng đài đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, anh đang dùng gói cước gói mạng student ạ. Gói đi là dùng hoa răng rất cô. Anh dùng gói mạng cước. Gói mạng cước ri đó cô. Gói cước hay là sinh viên ạ? Ủa, ôi, cho tôi hỏi cái này này. Tôi có phải sinh viên mô mô? Đang dùng gói sinh viên này. Thực ra, theo những thông tin em tra được trên tổng đài thì anh đang dùng gói cước sinh viên anh ạ. Rứa à? Tôi cũng có biết mô mô. Bởi vì mới biết chứ. Cho tôi hỏi là dù hôm nay là ngày bao nhiêu? Dạ, trên điện thoại cá nhân của em thì hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2018 anh ạ. Ồ, hôm nay dạ, tôi bắt cái ổ lợn con ạ. Dạ, cho tôi hỏi mấy giờ rồi? Dạ, dựa theo đồng hồ cá nhân của em hiện tại đang là 9 giờ 08. Cho tôi hỏi dạ, cái nữa. Gì? Điện thoại iPhone vậy gì? Cái điện thoại iPhone nó vào mạng ở chỗ nào o nhỉ? Mà mua ở đâu? Giờ mua ở đâu thì cửa mình bán không? Gói mạng thì anh có wifi không phải? Wifi là hay cục ru ru không gì? O nhỉ? Anh có mua đem wifi không anh? Anh có kết nối mạng wifi không anh? Nhà tôi cũng không biết có cái cục modem gì nhưng mà có cái cục gạch có hai cái ru o nữa. Cục gọi là wifi. Wifi. Đấy là cũng wifi của anh đấy ạ. Để anh sử dụng mạng này có thể kết nối mạng wifi ở nhà đó. Nhưng mà tôi không biết vô mạng ở trên cái máy iPhone này. iPhone nè. iPhone nè. Ôi, tôi là học giỏi nhất trên bản này rồi đó cô. Đã thế ạ? Vâng. Con kem tới nào bày hộ tôi với. Dạ vâng, nhớ chứ. Bày em không có anh. Không. Mình chưa xài hết tiền. Cái máy tôi là nó bắt được rồi nhưng mà tôi không biết vào cái chỗ internet ở mô. Cái iPhone của anh thì anh có nhiều ứng dụng tôi cũng không biết răng on ạ. On quay răng chỉ hộ tôi với. Dạ. À, trên màn hình điện thoại của anh là có những ứng dụng để vào được mạng rồi đó anh. Nhưng mà tôi không biết vào chỗ mô. Ở lộ mô cô. Dạ, ở trên màn hình điện thoại của anh mở khóa lên thôi anh. Tôi biết rồi, tôi biết vân tay rồi. Tôi biết mở mật khẩu rồi ấy. Nhưng mà tôi không biết vào mạng, vào chỗ ấy. Đọc cái mấy cái bảo ấy cô. Vâng. Tôi cũng không biết mà hôm đi ra ngoài đường thấy tờ báo Công an Nhân dân nó quăng ngoài đường ấy.
tôi nghe bảo là về đọc internet được. Vâng. Tôi cũng không biết rằng cô ạ, nhưng mà giờ tôi hỏi cô ấy, giờ tôi ở cái vùng này, cái cục sóng ấy là nó không phát được mà tôi đăng ký mạng rồi cô ạ. Vâng, anh đăng ký mạng. Cô ra răng ạ. Chứ khắc phục cái lỗi cột sóng đi, đứng cái cột sóng to nhất Nghệ An rồi đấy. Đây này cũng thấy không. Nhưng mà nó có sóng. Nó biết mà nó răng lên rồi này. Chả nếu nó có sóng có thể là to lỗi được gì đấy mình anh ạ. Rứa à? Nhưng mà cây máy Interphone này nó mới mua mà. Dạ, vâng, để đảm bảo hơn thì anh có thể sau khi kết thúc cuộc gọi thì anh có thể tắt nguồn và khởi động lại máy. Ôi. Dạ, vâng. Cho tôi gọi là khi nào thì tôi có thể kết thúc được cuộc gọi. Kết thúc cuộc gọi. Cuộc gọi bình thường anh gọi cho số điện thoại khác rồi anh. Không, tôi muốn hỏi là kết thúc cuộc gọi với ơi. Dạ vâng ạ, ở trên màn hình điện thoại của anh có hình cái điện thoại em màu đỏ. Ô, tôi có thể hình điện thoại đâu, tôi có thể hình con tru ấy, có biết con tru không? Con tru ạ? Ừ. Cô nói chuyện chúng tôi à tôi biết rồi, cái hình khu mẫn đúng không cô? Cái màu đỏ là màu hường hay màu đỏ? Màu đỏ anh ạ. Màu đỏ. Dạ vâng ạ. Cô, tôi buồn với cái máy cọc sóng này cô ạ. Dạ vâng ạ. Tôi xem nó nào. Răng ạ, cô răng chứ. Nhà tôi là ở gần bên nước bạn Lào. Vâng. Cho tôi hỏi là quê ở Mô. Cho tôi hỏi quê mô để tôi về tôi cảm ơn. Dạ, không cần đâu anh ạ. Không, tôi về hỏi. Tôi xéo ạ. Bạn tôi. Lúc sinh năm mấy? Alo ạ. Nói sinh năm mấy nhỉ? Lớp thầy gọi. Đưa cho tôi hỏi mấy giờ rồi để tôi vào học cái. Dạ vâng ạ. Hiện tại theo như đồng hồ cá nhân của em thì đúng là 9 giờ. Rứa nha. Ôi. Dạ, alo ạ. Tao vô Mỹ. Tao chưa hề tập nói. Rứa nha. Tôi chào ở nha. Ơi. Dạ, còn yêu chưa? Sắp hai rồi.